Hello, chào các bạn. Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên mà Trinh quay clip bằng camera thường. Muốn giới thiệu cho tất cả các bạn một cái dòng sản phẩm vừa qua Trinh đã tìm hiểu rất là kỹ. Đó chính là cái dòng sản phẩm SkinAZ này. Được biết đến thì cũng là tình cờ, là một cái duyên thôi. Được một người bạn đi chụp mẫu cùng giới thiệu. Bạn ấy dùng cũng khá là hiệu quả nên là giới thiệu cho Trinh, Trinh mua về Trinh sử dụng. Thì Trinh cũng thấy rất là hiệu quả. Trinh đã dinh được trọn bộ từ A tới Z, cái bộ sản phẩm dưỡng cũng như là các bước makeup vô cùng đơn giản. Ngày hôm nay thì Trinh sẽ test cho mọi người xem cái độ hiệu quả và an toàn tuyệt đối của em nó như thế nào nhá. Ngày hôm nay thì Trinh sẽ test cái tinh chất bơ này. Đầu tiên, cái tinh chất bơ này là một cái sản phẩm dưỡng da rất là tốt và không thể thiếu cho những cái bạn gái nào mà da của bạn ấy bị hư tổn này, hoặc là các bạn muốn phục hồi da thì cái tinh dầu bơ này nó rất là tốt cho các bạn. Cái này được tổ chức SSS thế giới công nhận là một sản phẩm từ 100% hữu cơ thiên nhiên. Cái này thì thay serum luôn nha các bạn. Cái này 30ml mà chúng ta sử dụng được 6 tháng đấy. 6 đến 8 tháng nếu bạn nào tiết kiệm thì dùng được 8 tháng. Cái này nó rất là căng bóng da này, nó giúp cho bạn nào mà da bị nhiễm trì hoặc là corticoid thì nó sẽ cải thiện rõ rệt cho các bạn ngay khi các bạn sử dụng được 2 tới 3 tuần nhá. Sử dụng tinh chất bơ thì nó không bị gây bí da và nó rất là căng sáng mịn màng. Các bạn có thể sử dụng tối hôm nay thì sáng hôm sau các bạn đã có một cái làn da trắng sáng mà nó không bị xỉn màu rồi. Phù hợp cho mọi loại da luôn, kể cả là da nhạy cảm thì các bạn cũng có thể sử dụng được nhá. Và điều đặc biệt là trước khi make up thì các bạn thoa một lớp tinh chất bơ lên da thì cái lớp make up của các bạn bên ngoài nó sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. Thông thường thì Trinh biết tới rất nhiều loại tinh chất bơ này, tinh chất dừa này, tinh chất tất cả các loại dầu ấy, hầu như là nó đều pha lẫn tạp chất. Còn cái của sản phẩm SkinAZ này, tinh chất bơ này thì nó chứa đến 99,6% là bơ nguyên chất rồi. Nên là các bạn yên tâm về cái độ an toàn của cái sản phẩm tinh chất bơ này nhá. Và dòng sản phẩm thứ hai không thể thiếu của Trinh đó chính là kem dưỡng V10. Trinh đã sử dụng rất là nhiều những cái dòng dưỡng da khác nhau rồi và hôm nay Trinh quyết định là đưa em nó vào bộ sưu tập những cái dòng kem dưỡng trắng da tốt nhất từ trước giờ Trinh tin dùng nhá. Trinh sẽ test cho các bạn xem. Loại kem này được mệnh danh là ngôi sao sáng của xứ Hàn. Trinh mới sử dụng có 5 ngày thôi mà da nó đã căng bóng, nó hiệu quả rõ rệt như thế này, đúng là ngoài sức tưởng tượng của Trinh ấy. Mùi rất là thơm, thơm mùi trái cây rất là dễ chịu, nhẹ nhàng, tinh khiết. Khi mà Trinh thoa lên, Trinh không có cảm giác như là kem nó đang còn ở ngoài bề mặt da, mà khi Trinh thoa lên ấy, nó thẩm thấu vào da. Trinh có cảm giác như là rất là mát và nó rất là dịu da. Nhất là vào những cái mùa hanh khô này thì da của các bạn thường bị nứt nẻ. Như các bạn thấy đấy, Trinh chưa bao giờ Trinh có một cái tình trạng là Trinh da Trinh bị nứt nẻ vào cái mùa hanh khô này. Và một điểm cộng cho em V10 này nữa đó là ngoài cái tác dụng dưỡng trắng da này, dưỡng ẩm thì các bạn có thể là dùng em này để ngăn ngừa những cái tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài, cũng như là cải thiện cái làn da bị nám, bị tàn nhang. Nói chung là em này rất là an toàn bởi vì em ý được cấp bằng sáng chế quốc tế danh giá. Và các bạn có thể làm một lớp lót trước khi make up để có được một cái lớp make up thật là hoàn hảo nha các bạn. Bước thứ ba của Trinh đó chính là Trinh sẽ make up bằng kem nền SkinAZ này nhá. Em này có độ che phủ rất là tốt. Các bạn đừng có nhầm tưởng là khi một sản phẩm kem nền mà có độ che phủ càng cao thì mức độ hại da nó